Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với social TV. Trong video hôm nay tiếp tục cập nhật những tin tức mới để mọi người cùng nghe nhé. Mới đây thì anh Mạnh Quỳnh à, rất là vui mừng ở tại phi trường nơi anh ở tức là phi trường Bắc à, Lên International Airport. Anh chia sẻ niềm tích cực này như sau: hẹn gặp 340 khán giả cùng ekip trong đêm nhạc duy nhất ngày 15 tháng 7 năm 2023 tại Hà Nội. Mini live show sinh làm ánh sao đêm của ca sĩ Dương Huệ. À mến chúc muôn nhà một mùa hè vui tươi đầy năng lượng mến Mạnh Huỳnh. À tái bút là nghe nói vé đã bán hết rồi. Chúc mừng trò Huệ nhé. Anh Mạnh Quỳnh trông rất là trẻ trung năng động à trong áo à, ấm màu xanh à anh bay về Việt Nam chỉ một show duy nhất ngày 15 tháng 7. Show này anh hỗ trợ cho học trò Huệ nhé mọi người Mọi người sau khi biết tin anh bay từ Portland về Việt Nam Nhất là fan hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận Chúc mừng đêm nhạc của mấy thầy trò Và khán giả cũng dặn dò là chúc anh Mạnh Quỳnh giữ gìn sức khỏe Được biết sau đêm nhạc 15 tháng 7 ủng hộ học trò Thì anh phải tranh thủ bay về Mỹ để có một kỳ nghỉ cuối tháng 7 này như trước đó anh đã à, trả lời phỏng vấn là kỳ nghỉ mà anh đã chờ đợi trong mấy năm qua để cùng cả gia đình đi du lịch. Kỳ nghỉ này đã bị ách tắc bởi à, những trận à, dịch Covid vừa qua và anh kỳ này cũng phải à, vì cái à, cuộc à, nghỉ hè của gia đình mình là trên hết do đó anh đã hoãn không tham gia show Paris by Night 136 tại Bangkok Thái Lan thì khán thính giả sau khi biết được điều này cũng lấy làm tiếc nhưng mọi người cũng đã thông cảm là anh Mạnh Quỳnh cũng đã lớn tuổi và hy vọng anh Mạnh Quỳnh cùng với gia đình nhỏ của mình sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ vào cuối tháng 7 sắp tới đây và mọi người cũng lấy làm tiếc vì Phan Hâm Mộ vẫn luôn mong muốn có mặt Mạnh Quỳnh trong show của Trung Tâm Thúy Nga vì show 136 lần này sẽ có mặt cả ba người con gái của chị hai là Quỳnh Trang, Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung. Mọi người vẫn mong Mạnh Quỳnh cùng với ba cô ca sĩ trẻ này sẽ có một màn kết hợp những ca khúc hay để gửi đến khán thính giả. Nhưng mà bây giờ biết được Mạnh Quỳnh không có mặt trong show này, mọi người cũng lấy làm tiếc nhưng cũng thông cảm cho anh vì uh, như anh chia sẻ trong hơn hai mươi mấy năm qua chỉ biết chạy xô để lo cho các con giờ các con đã trưởng thành thì cũng rất mong muốn có được những kỷ niệm đẹp bên các con trai của mình tại vì các bé cũng sẽ uh, lớn và sẽ rời xa mái ấm gia đình để có cuộc sống tự lập do đó anh mạnh quỳnh cùng với bà xã đã lên kế hoạch để đi nghỉ uh, do đó kỳ này chắc chắn gia đình anh Mạnh Quỳnh sẽ có một kỳ nghỉ lễ như ý. Riêng hôm nay, Phạm Tiết Nhung có một thông tin mới. Bé Nhung đã chia sẻ ngày 14 tháng 7 này, bé Nhung và mấy chị FC có làm tiệc tri ân và đồng thời tổ chức sinh nhật sớm cho em. Vì ngày 19 tháng 7 sẽ cận ngày Nhung đi Bangkok nên em cũng không làm sinh nhật gì hết ạ à. Mọi người thông cảm là em không làm sinh nhật gì hết ạ à. Em chỉ muốn cùng FC của mình để làm tiệc tri ân gửi đến khán giả của bé Nhung thôi Còn gia đình bạn bè anh chị em thì em sẽ hẹn qua Thái ăn sinh nhật bù ạ ha ha FC và em sẽ làm trong Sài Gòn Cả nhà ai tham gia được thì inbox để em chốt em đặt số lượng bàn nha rất biết ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng bé Nhung ạ. À. Vậy là ngày 19 tháng 7 mới là ngày chính thức à, sinh nhật của Tiết Nhung, nhưng cô bé Tiết Nhung sẽ cùng với FC của mình có một ngày 14 tháng 7 sắp tới đây. À, đó là một buổi off fan à, rất là vui vẻ và muốn tri ân những fan của mình và Tiết Nhung cũng chia sẻ là em ấy sẽ cùng với Thiên Ngân cũng như Quỳnh Trang sẽ bay qua Thái sớm để chuẩn bị cho show 136 ghi hình lần này. Và chắc hẳn mọi người cũng đã xem được các clip cả ba chị em đã hợp mặt rất là vui vẻ ở tại quán chay cũng như đã chia sẻ trong một clip mà đã được Trung tâm Thúy Nga post lên kênh chính thức của Thúy Nga thì Tiết Nhung cũng đã mời cả nhà cùng xem ba chị em con chia sẻ nha hi hi. Thật may mắn khi đợt này cả ba chị em được cơ thủy tạo cơ hội để trình diễn show kỷ niệm 40 năm hành trình một cột mốc rất lớn. Và con rất vinh dự và còn nhiều bất ngờ hơn khi cả nhà qua Thái xem thì sẽ rất thú vị nè. Ước mong của người đặc biệt đã được thực hiện Con tin người đang rất vui Vậy là thêm một lần nữa cô Thủy đã hết lòng Vì chị hai trong show 136 có mặt ba cô bé những người con của chị hai và cũng như Quỳnh Trang đã thay mặt các em đã chia sẻ những nỗi niềm trong clip này rất nhiều à, và các ba cô bé hiện tại đã lớn lên từng ngày cũng như ăn nói trước công chúng rất là lưu lót dễ thương và đặc biệt à, lòng biết ơn của ba cô bé luôn nhớ tới người đặc biệt là mẹ của mình tức là chị hai nên fan hâm mộ rất là yêu thích điều đó và Hiện tại vé của show 136 theo như tiết lộ thì đã bán hết rồi. Và rất mong show 136 của Trung tâm Thúy Nga thêm một lần nữa thành công để đánh dấu 40 năm một hành trình của một chương trình phải nói. Những fan hâm mộ luôn dành những lời khen. Cô chúc ba chị em con vui khỏe, thành công, rực rỡ show Trung tâm Thúy Nga nhé. Chúc mừng ba chị em chúc các con có sâu diễn thăng hoa mỹ mãn và tin rằng ở đâu đó mẹ nhung sẽ rất vui và hãnh diện về ba chị em cũng như ước nguyện lúc sinh thời của mẹ đã được cô thủy uh, giúp để trở thành hiện thực mới đây nữa thì quỳnh trang đã chia sẻ ngày hôm qua là ngày sinh nhật của mẹ ruột của quỳnh trang đó là cô thảo và quỳnh trang có ấp 3 bức ảnh à, cả hai mẹ con cô thảo cùng với quỳnh trang rất là dễ thương À, quỳnh trang có ghi như thế này trên trang fanpage của mình chúc mừng sinh nhật mẹ của con cảm ơn sự hiện diện của mẹ thương mẹ vô cùng được biết bây giờ cô thảo cũng chính là người quản lý cũng như là tài xế riêng của quỳnh trang à, luôn cận kề bên quỳnh trang mỗi khi quỳnh trang đi lưu diễn và đặc biệt à, chúng ta thấy cô thảo đã dạy quỳnh trang một người con rất là có lòng biết ơn đặc biệt là biết ơn mẹ nhung và những gì quỳnh trang gặt hái ở hiện tại cũng cho thấy cô thảo đã có một người con hết sức thành công và một cô bé quỳnh trang luôn lễ phép cũng như hát rất hay và trong các chuyến lưu diễn đều xuất hiện hai mẹ con bên nhau tình cảm mẹ con rất là thấm thiết mọi người sau khi biết được sinh nhật của cô thảo cũng đã gửi lời nhiều lời chúc mừng rất là dễ thương, Quỳnh Trang cũng đã thay mặt mẹ cảm ơn cả nhà đã gửi những lời yêu thương tốt đẹp đến với mẹ con em. Xin chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hiện tại thì cô Thảo à, trông rất là trẻ trung năng động so với lứa tuổi của mình. Cô Thảo hiện tại đã theo xuyên suốt à, mỗi khi Quỳnh Trang đi à, các show diễn à, ở gần cũng như ở xa và hiện tại cả cô Thảo với lại uh, Quỳnh Trang sẽ tiếp tục chạy show ở Thái Lan show 136 lần này nữa. Thì Ngân Tiết Nhung uh, sau khi biết sinh nhật cô Thảo cũng đã để lại nhiều lời chúc mừng sinh nhật cô Thảo cho thấy mối quan hệ của ba chị em rất tốt đẹp. Uh, cô Thảo đã dành một cái lời ngợi khen năm nào cũng vậy con gái cứ làm mẹ rơi nước mắt thương con lắm.